Chào những người anh em thiện lành, lại là Mr. Xuôi đây. Bác Hồ đã từng nói, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Hay như một người thầy mang tên một loài hoa đã nói, cần cù thì bù siêng năng, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn, mày thôi anh em ạ. Xưa nay, nhân chi sơ tính không phải là cà khịa mà là bản ác. Chỉ là nó có bộc lộ ra hay không thôi, mà rõ ràng hoàn cảnh đất nước rối ren sẽ là môi trường lý tưởng cho những kẻ xấu trục lợi. Những năm sau giai đoạn 1975, trở thành tiểu thương đã là điều gì rất oách rồi, thì Hoàng Văn Hoan lại mang tư tưởng oách hơn là bán hẳn nước, nhưng không mang quy mô nhỏ như các bà các mẹ vỉa hè mà bán hẳn mảnh đất hình chữ S, tức là phản quốc. Câu chuyện bán nước của kẻ phản động này như thế nào? Tại sao hắn lại cầu vinh bằng cách đó và vụ thanh trừng sau năm 1979 có diễn biến ra sao? Hãy cùng theo dõi hết video hôm nay để biết thêm chi tiết nhé. Hoàng Văn Hoan, tên khai sinh là Hoàng Ngọc Ân. Ân là một chính trị gia của Việt Nam, nguyên ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Hoàng Văn Hoan sinh trong một gia đình nhà nho nghèo ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông học tiểu học tại quê nhà, sau đó tham gia hoạt động cách mạng lúc 19 tuổi. Năm 1926, ông dự lớp huấn luyện chính trị do Hồ Chí Minh chủ trì tại Quảng Châu. Năm 1928, ông hoạt động cách mạng ở Thái Lan, gia nhập Đảng Cộng sản Xiêm 1930 và năm 1934 được cử làm Ủy viên Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Xiêm, gọi tắt là Xiêm ủy. Năm 1936, tham gia lập Việt Nam Độc lập Vận động Đồng minh Hội, bấy giờ gọi tắt là Đồng minh Hội hoặc Việt Minh ở Nam Kinh. Năm 1941, ông được phái đi Long Châu, lập biện sự sứ của Đồng minh Hội ở Long Châu, rồi lại về Tịnh Tây cùng Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Thiết Hùng, Cao Hồng Lĩnh và một số người trong nước ra công khai hoạt động với danh nghĩa Việt Minh mới được thành lập trong nước. Tháng 5 năm 1941, ông về Bác Bó tham gia Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 và được chỉ định làm Ủy viên Tổng bộ Việt Minh. Đầu năm 1945, tại Hội nghị Toàn quốc của Đảng ở Tân Trào, Tuyên Quang, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bí thư Khu Giải phóng Việt Bắc. Sau cách mạng tháng 8, ông làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Chính trị viên Vệ quốc quân Toàn quốc. Năm 1946, Hoan được cử làm Bí thư Khu ủy, đại biểu chính trị Trung ương và chủ nhiệm Việt Minh tại Liên khu 4. Theo sắc lệnh SL53 ngày 24 tháng 4 năm 1946, ông thay Hoàng Đạo Thúy làm Cục trưởng Cục Chính trị cho tới cuối năm đó. Từ năm 1950 đến năm 1957, Hoàng Văn Hoan làm đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Trung Quốc, kiêm đại sứ tại Triều Tiên và Mông Cổ. Năm 1951, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và từ năm 1956 đến năm 1976 là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 1, 1958, được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời làm chủ nhiệm Ủy ban Dự thảo Pháp luật Quốc hội. Ông làm Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho đến năm 1979. Năm 1961, ông làm Bí thư Thành ủy Hà Nội một thời gian ngắn, rồi giữ chức trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng, trưởng ban pháp chế Trung ương Đảng, đồng thời phụ trách chỉ đạo ban CP38 về công tác Lào, Campuchia. Sau này, Hoàng Văn Hoan nhận thấy sự khác biệt giữa Trung Quốc và Việt Nam về vấn đề Campuchia và Hoàng Sa đã không thể hàn gắn và cho đó là âm mưu biến Việt Nam thành một nước bá chủ ở Đông Dương và ở Đông Nam Á của Lê Duẩn bị Trung Quốc phản đối mạnh mẽ và làm cho Hoàng Văn Hoan không còn có thể đóng vai trò trung gian thành công. Quan hệ của ông với Bắc Kinh nay bị xem là nguy hiểm về an ninh. Năm 1976, Hoàng Văn Hoan vì thế bị cho ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng vì không còn được Bộ Chính trị tín nhiệm nữa. Năm 1979, trong một chuyến đi sang Đông Đức, chữa bệnh là phụ, trốn chạy là chính. Lần đó, ông đã bỏ trốn tại sân bay Karachi, Pakistan ngày 11 tháng 6 năm 1979 rồi sang Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, không phải Vũ Trọng Phụng nhưng Hoàng Văn Hoan có lối nói phóng đại và mỉa mai hơn cả thế với chính quyền Việt Nam. Ông tố cáo chính quyền Việt Nam đã đối xử với người Việt gốc Hoa còn tệ hơn cả cách Hitler đối xử với người Do Thái. Sau sự kiện bỏ trốn, ông bị Việt Nam kết án tử hình vắng mặt và trở thành biểu tượng của sự phản bội. Nhờ đó, tên tuổi của Hoàng Văn Hoan liên tục được sánh đôi với một nhân vật khác bởi đài báo Việt Nam so sánh ông với Lê Triều Thống. Thời điểm này là thời điểm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc căng thẳng và chiến tranh biên giới Việt-Trung vừa xảy ra hồi đầu năm. Năm 1988, ông xuất bản Hồi ký giọt nước trong biển cả. Hoàng Văn Hoan mất tại Bắc Kinh năm 1991. Trung Quốc tổ chức lễ tang cấp nhà nước dành cho Hoan. Thi hài được chôn tại nghĩa trang Bát Bảo Sơn, nơi chôn cất của các quan chức cao cấp của Trung Quốc. Theo di chúc, 1/3 cho hài cốt của ông để tại Bát Bảo Sơn, 1/3 cho hài cốt
rắc xuống đầu nguồn sông Hồng ở Cồn Mình. 1/3 cho hài cốt của ông đã được chuyển về quê ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Sự đóng góp của ông Hoàng Văn Hoan cho phong trào Cộng sản Việt Nam không to lớn như ông nói, mà cũng không nhỏ bé như phát ngôn nhân của Hà Nội cáo buộc sau khi ông đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Là thành viên sáng lập Đảng Cộng sản Đông Dương, ông có thời gian dài ở Trung Quốc. Trong cuộc chiến kháng Pháp, ông giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng. Năm 1948, ông được giao việc thành lập văn phòng hải ngoại ở Thái Lan và sau đó là đại sứ đầu tiên của Bắc Việt ở Trung Quốc. Và như một lẽ tất yếu, Hoàng Văn Hoan có dính líu đến cuộc chiến năm 1979. Và cuộc chiến này thực sự đã bắt đầu từ trước. Mặc dù là thành viên thứ 13 trong Ban chấp hành Trung ương Đảng năm 1956 và sau này vào Bộ Chính trị, nhưng Hoan không thuộc vào nhóm lãnh đạo chủ chốt nhất. Về chức vụ ở Việt Nam thì vị trí cao nhất ông từng giữ là Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội và không nằm trong Ban Bí thư đầy quyền lực. Kết quả là vị trí của ông bị lung lay hơn trước biến đổi trong quan hệ Việt-Trung khi so với Trường Chinh hay Lê Duẩn là những người luôn có thể giữ vị trí cho dù Hà Nội thân thiện với Bắc Kinh hay không. Được biết vì tình cảm thân thiện với đất nước tỷ dân, ông Hoan đạt đỉnh cao sự nghiệp vào đầu thập niên 1960 khi Bắc Việt tạm thời có thái độ thân Trung Quốc trong tranh chấp Liên Xô, Trung Quốc. Năm 1963, khi chức vụ được quyết định bằng độ thân sơ thì Ngoại trưởng Ung Văn Khiêm bị thay bằng Xuân Thủy, ông Hoan cũng thành trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng. Cũng vì nguyên tắc sắc mùi cảm tình này mà giai đoạn năm 1971 đến 1972, Hà Nội bất mãn vì Trung Mỹ làm hòa và vị thế ông Hoan bị suy giảm. Thực ra sự kiện như thế cũng đã từng xảy ra với Hoan trong khoảng thời gian từ 1965 đến 1966. Quan hệ Xô Việt bắt đầu cải thiện cùng lúc với căng thẳng gia tăng giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Trong môi trường mới này, bà lãnh đạo cảm thấy cần thay cả Xuân Thủy và Hoàng Văn Hoan bằng những cán bộ ít dính líu hơn đến chính sách thân Trung Quốc trước đây của ban lãnh đạo Hà Nội. Dù vậy, ông vẫn là nhân vật quan trọng trong quan hệ Việt-Trung. Ví dụ, năm 1969, chính ông đã giúp hoàn tất cuộc đàm phán kéo dài và khó khăn quanh viện trợ kinh tế của Trung Quốc. Tháng 5 năm 1973, ông tiến hành hội đàm bí mật tại Bắc Kinh về vấn đề Campuchia. Năm 1974, ông Hoàng Văn Hoan cùng Nguyễn Côn, Bí thư Trung ương Đảng, đi Trung Quốc để chữa bệnh. Nhưng có thể sứ mạng thực sự lại liên quan đến đàm phán biên giới bí mật Việt-Trung từ tháng 8 tới tháng 11 mà kết quả đã thất bại. Sự khác biệt giữa Trung Quốc và Việt Nam về Campuchia và Hoàng Sa đã không thể hàn gắn và làm cho Hoàng Văn Hoan không còn có thể đóng vai trò trung gian thành công. Lê Duẩn và các đồng chí kết luận họ không còn cần ông nữa. Đúng là còn tốt đi đường nước cờ đúng sẽ có thể phòng hậu và ngược lại, hậu đi sai cũng có thể mất mạng. Bấy giờ, khi đã thất sủng, những liên lạc của ông với Bắc Kinh nay bị xem là rủi ro an ninh. Sau cuộc chiến Việt Nam, những cán bộ mà Lê Duẩn không còn cần hoặc tin tưởng dần dần bị thay thế. Năm 1975, công chúng không còn thấy Nguyễn Côn và năm sau, Hoàng Văn Hoan bị ra khỏi Ban chấp hành Trung ương Đảng. Năm 1979, khi xung đột Việt-Campuchia và Việt-Trung lan rộng thành chiến tranh, vị trí của ông Hoan càng trở nên bấp bênh. Sang tháng 6, ông quyết định đào tẩu. Lấy cớ ra nước ngoài chữa bệnh, ông đã xuống máy bay ở Pakistan và sang Trung Quốc. Ở lại đó cho tới ngày qua đời năm 1991. Tại nhiều cuộc họp báo, Hoàng Văn Hoan giải thích sự đào tẩu bằng cách nhấn mạnh ông đã từ lâu chống đối chính sách của Lê Duẩn mà theo ông là đã biến Việt Nam thành vệ tinh Xô Viết, làm người Hoa bị phân biệt đối xử và dẫn tới việc chiếm đóng Campuchia. Cáo buộc của ông một phần dựa trên sự thật vì ngay từ tháng Giêng năm 1977, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dự định giải tán và tái định cư một phần cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn. Hiệp ước Việt-Xô năm 1978 cũng là một phần quan trọng cho sự chuẩn bị đánh Campuchia. Nhưng mặt khác, ông Hoan và phía bảo trợ là Trung Quốc dễ dàng bỏ qua là năm 1978, Việt Nam vẫn tìm cách tránh phụ thuộc Moscow quá mức bằng việc cải thiện quan hệ Việt Nam-ASEAN và thảo luận cả khả năng gia nhập ASEAN trong tương lai. Sự đào thoát của ông Hoan hẳn làm Bộ Chính trị vô cùng lúng túng vì họ vẫn quen tự mô tả mình là mẫu mực đoàn kết. Và Bắc Kinh thì càng cứa sâu thêm vào nỗi đau hơn. Hai ngày sau khi đến Bắc Kinh, Hoàng Văn Hoan được Tổng Bí thư Hoa Quốc phòng đón tiếp và ông Hoa tuyên bố những kẻ phá hoại tình hữu nghị Việt-Trung sẽ vỡ đầu. Mặc dù Việt Nam nhấn mạnh sự trốn chạy của Hoàng Văn Hoan chỉ là trường hợp riêng lẻ, nhưng Bộ Chính trị biết chính sách của họ không được toàn dân ủng hộ. Mùa xuân năm 1979, khi giới chức bắt 8.000 Hoa Kiều tái định cư từ Hà Nội vào vùng kinh tế mới, nhiều người Việt Nam đã không đồng ý khi các đồng đội người Hoa của họ bị buộc ra đi. Khác biệt cũng tồn tại trong nội bộ lãnh đạo. Tháng 6 năm 1978, Trường Chinh và Lê Văn Lương ban đầu phản đối việc thông qua nghị quyết gọi Trung Quốc là kẻ thù nguy hiểm nhất của Việt Nam. Cuộc thanh trừng năm 1979 không lớn như ông Hoàng Văn Hoan cáo buộc và cũng không đơn thuần do xung đột Việt-Trung. Quyết loại bỏ những thành phần phản bội, giới chức có những biện pháp khắc nghiệt
người Mèo và các cộng đồng thiểu số khác một phần đã phải ra đi khỏi các tỉnh miền Bắc. Tại phiên họp của Ban chấp hành Trung ương trong tháng 8, bà lãnh đạo Ban Vụ Hoàn trốn thoát và chỉ trích ngành an ninh. Nhiều cán bộ cao cấp như Lý Ban, cựu Thứ trưởng Ngoại thương có gốc Hoa bị quản thúc. Tháng Giêng năm 1980, Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn bị buộc về hưu. Kiểm soát ngành an ninh được chuyển sang cho một ủy ban mới thành lập do Lê Đức Thọ đứng đầu. Xuân Thủy, người đã tiễn chân ông Hoan hồi tháng 6, cũng bị giáng chức. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, sự thanh trừng không lớn như ông Hoan cáo buộc. Trước hết, các vụ thanh trừng trong hàng ngũ đảng đã bắt đầu từ những năm trước. Giai đoạn 1970-1975, chừng 80.000 đảng viên bị loại khỏi hàng ngũ. Còn trong giai đoạn 1976-1979, con số này là 74.000. Thứ hai, nhiều người mất thẻ đảng vì những lý do không liên quan xung đột Việt-Trung. Việc trục xuất các cá nhân thân Trung Quốc đạt đỉnh cao từ tháng 11 năm 1979 tới tháng 2 năm 1980. Nhưng từ tháng 3, quá trình này bắt đầu chậm lại và ưu tiên của chiến dịch sau đó hướng sang chống tham ô, biên thủ và các hành vi phạm tội. Tại miền Nam, khu vực mà số đảng viên chỉ chiếm 1/3 của đảng, giới lãnh đạo định loại bỏ chừng 5% đảng viên so với tỷ lệ trung bình cả nước là 3%. Điều này không chỉ chứng tỏ Hà Nội nghi ngờ dân số miền Nam, mà đây còn là cố gắng kỷ luật những cán bộ người Bắc đã lạm dụng quyền lực sau khi được bổ nhiệm vào Nam. Các vấn nạn xã hội, kinh tế và tội phạm mà Đảng Cộng sản Việt Nam phải đương đầu có vẻ khiến họ cố gắng hạn chế thiệt hại hơn là mở đợt thanh trừng chính trị to lớn. Trong tình hình đó, bà lãnh đạo Cộng sản dù đã kết án tử hình vắng mặt với Hoàng Văn Hoan năm 1980, chỉ muốn xóa tên ông ra khỏi ký ức công chúng thay vì đưa ông ra cho người dân mắng chửi. Và đến lúc qua đời, ông cũng đã hết hạn sử dụng đối với nước chủ nhà Trung Quốc. Vì lúc đó cả Hà Nội và Bắc Kinh đều muốn làm hòa chứ không cãi nhau quanh những sự kiện của quá khứ. Ông Hoan có một người con trai duy nhất là ông Hoàng Nhật Tân, năm nay đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe đã rất kém mà do mới đột quỵ hồi Tết, hiện không nghe, nói được. Trước đây, năm nào ông Tân cũng đề nghị nhà nước bình phản lại án tử hình với cha ông nhưng đều không được. Ông Tân đã đề nghị nhiều lần với Bộ Chính trị, với Trung ương. Hồi cụ Đồng, Phạm Văn Đồng còn sống, ông đến kêu cụ Đồng. Hồi cụ Trường Chinh còn sống thì kêu với cụ Trường Chinh. Nhưng ngặt một nỗi là bây giờ các ông khác già hết rồi, chẳng biết kêu ai. Trong cuốn sách, ông nói rất rõ ràng sau giải phóng, ông Ba Duẩn đã phản bội đảng, phản bội nhà nước, phản bội nhân dân và đường lối Hồ Chí Minh như thế nào. Trước đây, các ông Trường Chinh, Phạm Văn Đồng có hứa, để rồi bác sẽ bàn, đề nghị với Bộ Chính trị. Nhưng rồi lời nói gió bay, khó lắm vì đó là câu chuyện tương quan với ông Ba Duẩn. Vì nếu ông Hoan được phục hồi tất cả, thì ông Ba Duẩn có thể phải thay chỗ. Ông Hoan có một tác phẩm là Giọt nước trong biển cả mà ông viết ở bên Trung Quốc và sau này chuyển về Việt Nam không chính thức. Hiện nay một số người đã đọc được. Trong cuốn sách này, ông nói rằng việc làm của ông là thiên thu định luận, tức 1.000 năm sau thì sẽ rõ. Sau đó, ông Hoàng Nhật Tân có viết một cuốn là Thiên thu định luận, 500-600 trang, thuyết minh rằng cha ông là một nhà yêu nước vĩ đại, nhưng cuối cùng cũng không được phát hành. Cũng trong cuốn Giọt nước trong biển cả, tác giả Hoan nói rằng ông đã không theo quyết định của Bộ Chính trị, vốn quyết rằng ông bị ung thư phổi và phải bay đi Đức để chữa bệnh. Ông nghĩ rằng nếu bay đi Đức thì chắc rằng chỉ một liều thuốc là xong. Cho nên ông quyết định đi tới Karachi, tìm cách trốn sang sứ quán Trung Quốc và được đưa tới Trung Quốc. Trung Quốc đã mổ thành công và ông đã sống thêm 12 năm nữa. Trong 12 năm này, ông đã viết nhiều công trình mà một trong số đó là cuốn Giọt nước trong biển cả. Trong cuốn sách, ông nói rất rõ rằng sau giải phóng, ông Ba Duẩn đã phản bội đảng, phản bội nhà nước, phản bội nhân dân và đường lối Hồ Chí Minh như thế nào. Và ông đã đấu tranh, và những ai đấu tranh đều bị thiệt hại hết. Ông có bằng chứng rất cụ thể vì ông từng là ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội. Năm 1991, khi gia đình được phép sang thăm ông trong vòng 4 tháng liền tại khu Ngọc Trường Sơn trong Di Hòa Viên, nơi trước đây ông lâm bưu từng sống, khi ông già yếu và sắp mất, thì ông vẫn còn rất tỉnh táo cho đến phút chót. Người nhà cứ 2-3 ngày thay phiên nhau và chăm sóc ông. Ông hỏi về tình hình Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam vào thời điểm đó. Ông rất tỉnh táo, câu hỏi sắc sảo. Ông không bình luận gì nhưng chịu khó nghe. Ông hỏi về so sánh Liên Xô đang cài tổ, Trung Quốc đang cải cách và Việt Nam đang đổi mới lúc đó, có gì giống nhau, khác nhau. Sự chăm sóc của Trung Quốc đối với ông không có gì để bàn. Lúc đó, ông Giang Trạch Dân là Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước. Ông Lý Bằng là Thủ tướng Quốc vụ viện. Các ông coi ông Hoan là người bạn lớn của nhân dân Trung Quốc. Lễ tang của ông Hoan được coi như một lễ tang cấp cao của Đảng và của nhà nước Trung Quốc
vì ông được coi như một lãnh tụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Như một lẽ tất nhiên, không có chuyện Đại sứ quán Việt Nam tham dự, vì hồi đó tình hình còn căng lắm, chưa như bây giờ. Hồi đó gia đình đi thăm ông Hoan, chuyến đi rất đặc biệt, có an ninh của Việt Nam đưa đi. Lý do Việt Nam lúc đó đồng ý cho gia đình sang thăm là dàn xếp quan hệ cấp cao và nghĩa tử là nghĩa tận theo truyền thống, cho nên họ phải đồng ý. Khi đi, gia đình hứa là sẽ quay về. Gia đình cũng cam kết đảm bảo là không làm điều gì liên quan tới chính trị khi sang Trung Quốc, mà đây chỉ là chuyện gia đình, do đó không có vấn đề gì. Ông Hoan không bao giờ dặn dò gì gia đình về chuyện chính trị hay sự nghiệp. Cùng thời gian đó, có việc Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 100 năm sinh Hồ Chí Minh, một nhà nghiên cứu có tiếng của Việt Nam đã sang Trung Quốc và đề nghị gặp trực tiếp ông Hoàng Văn Hoan để tìm hiểu về Hồ Chí Minh, đặc biệt tìm hiểu các chi tiết đời tư, chứ không phải với tư cách một chính khách. Ông Hoan đã cho thư ký là một cựu sinh viên người Hoa gốc Việt, từng tốt nghiệp đại học tổng hợp ở Hà Nội, giỏi cả tiếng Việt và tiếng Trung, ra đón tiếp. Thư ký sau đó thuật lại việc nhà nghiên cứu này định hỏi ông Hoan về chuyện cụ Hồ có con riêng, có đúng hay không. Ông Hoan bảo, bảo ông ta về nước đi, không hỏi những chuyện linh tinh đó làm gì. Ông Hoan là người rất kín kẽ, ông không bao giờ tùy tiện cho ai biết những chuyện quan trọng. Ông thường chỉ làm việc ở cấp cao, còn gia đình thì cứ đi thăm, nói chuyện vui vẻ thôi, không nói chuyện gì về chính trị cả. Tuyệt đối không có chuyện họp gia đình, bàn chuyện này, chuyện kia, như là người ta đồn ông Hoan có cả quân đội, đài phát thanh. Đó là xuyên tạc, ông Hoan ông không làm thế. 12 năm đó, Trung Quốc cho ông một văn phòng. Tại đây, ông viết hai công trình. Ngoài cuốn sách thứ nhất là Giọt nước trong biển cả, thì còn có tác phẩm thứ hai là một tập thơ có tên Mối tình Việt Hoa, in bằng hai thứ tiếng để có thể truyền tải về nước. Thơ ông rất hay, nhưng nhà nước lúc bấy giờ cấm. Nhưng bây giờ thì khác, nhiều người đương thời có thể có các tác phẩm ấy trong tay được rồi. Ông muốn giải thích trong sách rằng ông vẫn yêu đảng, yêu nước và ông muốn sống thêm để chứng minh rằng đã có người phản bội nhưng ở Việt Nam vẫn không nhận ra hoặc nhận thức lầm. Ông chứng minh bằng những dữ liệu, số liệu, bằng chứng, quan điểm. Ông có sự hỗ trợ của Trung Quốc, họ cung cấp mấy người thư ký, văn phòng làm việc, ô tô đi lại, điều kiện rất tốt. Phản biện lại những dư luận từ nhà nước Việt Nam, trong đó nhiều ý nói rằng ông là Trần Ích Tắc, Lê Triều Thống. Ông đã chứng minh trong công trình của mình rằng ông không phản bội lợi ích của nhân dân mà chính người khác đã phản bội. Nhưng ông nói chuyện của ông 1.000 năm sau mới định được, còn định ngay lúc đó thì quá khó. Ông nói rằng bản thân rơi vào tình trạng rắc rối và phải đi, mà bây giờ người ta gọi là bất đồng quan điểm. Ông không thể đi một nước thứ ba như là Liên Xô, vì quan điểm của ông với Liên Xô không gần nhau. Còn quan điểm Trung Quốc với ông Hoan coi như một. Ông Hoan là đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Trung Quốc. Trung Quốc rất quý ông Hoan và rất đề cao ông Hoan. Còn ông Hoan tôn trọng Trung Quốc, cho nên chỉ những người bạn mới gặp nhau. Bây giờ Trung Quốc vẫn gọi ông Hoan là người bạn lớn của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc. Đúng là Trung Quốc tiếp đãi ông Hoan như thế vì ông thân Trung Quốc và có lợi cho Trung Quốc vào thời điểm bấy giờ. Chính trị phải thế. Trung Quốc coi ông có lợi cho họ, nhưng đồng thời họ cũng nuôi dưỡng nhiều lực lượng cách mạng thực sự cho Việt Nam. Trung Quốc không chỉ là chốn lưu chân quen thuộc của Hoàng Văn Hoan, mà cũng là điểm đến thường xuyên của Hồ Chí Minh. Ông Hồ cũng từng sang Trung Quốc. Nguyễn Tất Thành từng nương náu ở Trung Quốc để hoạt động. Không thể phủ định rằng nếu không có Trung Quốc thì không có được cách mạng ở Việt Nam. Để trả lời câu hỏi rằng liệu Việt Nam có thể tránh được cuộc chiến tranh năm 1979 với Trung Quốc nếu quan điểm, đường lối của ông Hoan trong quan hệ với Trung Quốc được Việt Nam lắng nghe hoặc điều hòa như thế nào đó, xin nói rằng cục diện trước đó đã quá rõ ràng, hoàn toàn có thể tránh cả hai cuộc chiến Tây Nam và cuộc chiến 79. Đường lối của Hồ Chí Minh là sau hòa bình, sau cuộc chiến quá dài với Mỹ, mọi người kiệt quệ là phải an dân, phải tránh chiến tranh, phải khoan sức dân, phải giảm thuế. Nhưng ông Hoan lại mang phản ứng như trường quốc tế nọ trước vụ bạo lực học đường 1:4 của học sinh lớp 8 trường mình. Ông Hoan rất phản đối và phê bình việc dẫn đến sự thể phải phát động cả hai cuộc chiến. Nếu theo đường lối đối ngoại khéo léo hơn với Trung Quốc của ông Hoan, thì hoàn toàn quan hệ với Trung Quốc đã tốt hơn và tránh được chiến tranh. Bây giờ hệ quả của nó vẫn còn, lấy lại quan hệ đến bây giờ vẫn không dễ. Tất nhiên trong thế chiến quốc, xuân thu này có thể phải kết hợp tác với Trung Quốc, nhưng không còn như trước. Chắc không phải còn như thời Hồ Chí Minh, ngồi hở răng lạnh, thời núi liền núi, sông liền sông nữa. Đúng là nếu ông Lê Duẩn nghe theo đường lối của ông Hoan trong quan hệ với Trung Quốc thì có thể sẽ ảnh hưởng tới quan hệ với Liên Xô. Và đó chính là sự lựa chọn, và sự lựa chọn đó đã phải trả giá về mặt lịch sử. Hồi đó, Liên Xô và Trung Quốc đã bắt đầu kình chống nhau. Với cải cách ruộng đất, ông Hoan là một trong những người phát hiện rất sớm sai lầm.
Trung Quốc đã bỏ Nga để nhận quy chế tối huệ quốc của Mỹ để bắt đầu cải cách. Liên Xô đã nói là Trung Quốc sai lầm, nhưng sau đó thực tiễn lại chứng minh khác. Nếu công cuộc cải cách Trung Quốc làm mà thất bại thì coi như vứt đi, nhưng Trung Quốc cải cách lại thành công. Thời gian đó, quan hệ giữa ông Đặng Tiểu Bình và ông Hoàng Văn Hoan quá tốt. Cả hai ông Giang Trạch Dân và Lý Bằng đều là người của ông Đặng. Trong đám tang, ông Giang Trạch Dân và ông Lý Bằng đều đến viếng. Ông Đặng Tiểu Bình có gửi vòng hoa, viết rất nhiệt tình, đề cao ông Hoan. Ông Đặng và ông Hoan gặp nhau rất đơn giản vì ông Hoan có khả năng nói tiếng Trung trực tiếp không qua phiên dịch. Mối quan hệ rất tốt, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Như đã đề cập ở trên, với cải cách ruộng đất, ông Hoan là một trong những người phát hiện rất sớm sai lầm. Ông đã nói với cả Hồ Chí Minh, nhưng hồi đó, có thể hãnh tiến hoặc thế nào đó, mãi sau chịu nghe thì quá muộn. Ông Hoan phát hiện rằng đảng đã đánh chính vào nhân dân và vào chính nội bộ của mình. Thiếu địa chủ thì phong kể cả bố của đồng chí cách mạng là địa chủ, xong rồi đem bắn giết. Đó là tình trạng rất nặng nề của cải cách ruộng đất. Về quan hệ giữa hai cha con mà có dư luận rằng có sự mâu thuẫn, ông bố thì được cho là thân Trung Quốc, ông con, Hoàng Nhật Tân thì thân Nga Xô, thì đúng trường hợp ông Tân là một bi kịch, đúng là sóng gió gia tộc. Ông Tân là một người rất thông minh, rất giỏi, ông là một nhà sử học. Học giỏi, ông được cử đi Nga học tập. Sang Nga, ông thấy đường lối của Khrushchev hay, ông có những phát biểu. Thế là cụ Hoan gọi về Việt Nam, thi hành kỷ luật, cho đi đầy một năm, hai năm gì đó, xong rồi thì cho phục hồi. Vừa được phục hồi, nghe đâu đang làm thủ tục làm phó viện trưởng viện sử học, thì ông Hoan lại bỏ đi Trung Quốc năm 1979. Cho nên người ta ép ông con ra khỏi đảng, rồi ép đủ thứ. Nghe nói ông Tân đến tận bây giờ vẫn còn có người theo dõi. Trong nhà hiện nay, nghe nói chỉ có ông Tân là người bị theo hàng ngày. Về lý do thì có thể là do họ sợ rò rỉ thông tin hoặc thế nào đó. Thời các năm 1991, 1992 cho tới 1996, 1997, nhiều lúc con cháu của ông Hoan trong gia đình ở Hà Nội đi đâu cũng có ít nhất một nhân viên công an đi theo sau. Bây giờ thì cũng thoáng rồi vì họ sống cũng đứng đắn, sống đúng theo tư cách công dân. Cuộc sống gia đình ông Hoan cũng rất phức tạp, gia đình mỗi người phải tự lo công việc của mình. Một người con gái của ông Hoàng Nhật Tân, cháu nội ruột của ông Hoan, tốt nghiệp đại học sư phạm, ra không có việc làm. Bà phải xin mãi mới về được viện triết học làm thư viện. Ông Phạm Như Cương, phó chủ tịch hội hữu nghị Việt Trung và viện trưởng phải đứng ra bảo lãnh thì bà mới về làm việc được, chứ không phải tự nhiên mà vào làm nhà nước được. Đó là ngay sau khi cụ Hoan ra đi năm 1979. Về lý do người ta đưa ông con trai cả của ông Tân ra khỏi quân đội thì chắc có thể là để cho an toàn gì đó. Người con trai cả của ông Hoàng Nhật Tân là đảng viên, phải ra khỏi quân đội. Trong nhà có mấy người là đảng viên, đó là bà Tân và ông con cả. Có một người con dâu của ông Tân mới kết nạp mấy năm nay, còn lại đều không là đảng viên. Về kinh tế tài chính thì những năm đó rất khó khăn, mọi người phải tự lo lấy mà sống. Nhưng có một việc không biết ở các gia đình khác ra sao, còn tại gia đình mình, ông Hoàn có một đạo đức rất rõ ràng, tức là không ai được sống dựa vào ông ấy. Cho nên mọi người phải tự lực từ lâu. Chính nhờ điều đó mà khi thiếu vắng đi người đàn ông này, gia đình cũng tự xoay sở được. Ông bà Tân đều là cán bộ nhà nước. Các con cháu về sau cũng dần có được việc làm với mức lương tối thiểu sống được. Bà Tân, con dâu cụ Hoan, từng làm ở đảng ủy quận Hoàn Kiếm và làm cho đến lúc về hưu. Ở gia đình, ông Hoan không cho ai bất cứ cái gì cả, mà mọi người phải tự vươn lấy hết. Về câu hỏi nhà cửa thì ông Hoan không cho gia đình ở chung với ông. Ông ở phố Phan Đình Phùng, còn gia đình ở nơi khác. Chỗ ở của gia đình tại một nơi thuộc diện được phân ở một khu phố cũ, mà sau đó bị chủ cũ kiện tụng, đòi nhà mãi, rất phức tạp. Sau gia đình ông Tân, mỗi người phải đi một nơi, nhưng đó là chuyện khác. Khi ông Hoan đi, ông Hoan không hề cho ai trong gia đình biết. Sau đó, ông Tân gần như bị bắt. Ông Hoan là một nhà hoạt động cách mạng, ông rất bí mật cho nên không ai biết được. Bản thân ông Tân cũng không biết, nhưng người ta cứ nghĩ là ông Tân biết. Thực ra, ông không hề biết và cũng chẳng ai biết. Nếu biết là rắc rối ngay. Khi tới Karachi, thủ đô Pakistan, ngay cả ba người tháp tùng ông Hoan là bảo vệ, thư ký và y tá đều không biết. Ở khách sạn tại Karachi, ông Hoan đi ra ngoài đi dạo, ông gọi xe taxi và đi về sứ quán của Trung Quốc, không ai biết cả. Ba người này về sau bị bắt hết. Nhóm thư ký của ông Hoan bị tù mấy năm, hiện vẫn không thể đoán được là ông Hoan liên hệ trước với sứ quán Trung Quốc trước chuyến đi hay là tới Karachi ông mới liên hệ. Gia đình thì tôi tin càng tuyệt đối không biết. Còn về việc vì sao tới nay, khi hai nước Trung Quốc, Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ, thậm chí là hai đảng và hai nhà nước đã hữu hảo hơn, mà bản án tử hình của nhà nước Việt Nam dành cho ông Hoan chưa được hủy bỏ, thì gia đình cũng chịu không biết. Hình như năm ngoái,
khi còn khỏe, ông Hoàng Nhật Tân có tới tòa án để xin một bản sao bản án xử tử vắng mặt đối với cha mình. Mục đích là để làm bằng chứng khi đi trình bày về các nơi và xin được hết án này với ông Hoàn, thì được họ trả lời rằng không có văn bản nào cả. Năm nào ông Tân cũng viết thư, viết đơn, đề nghị phản bình lại bản án. Nhưng đây không phải là tòa án tối cao hoặc tòa án nhà nước nào khác, mà dường như đây là liên quan tới Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Nhưng họ nói là chẳng có văn bản gì cả. Sau đó, ông Tân cũng thôi không làm nữa. Theo dì Trúc, hài cốt hỏa táng của ông Hoàn được chia thành 3 phần. Một phần để ở Nghĩa trang Bát Bảo Sơn, tương tự Nghĩa trang Mai Dịch ở Hà Nội. Đó là một nghĩa trang dành cho các quan chức cao cấp của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Ở đó, họ xây một cái mộ. Hàng năm, họ vẫn cho tiền gia đình, ít nhất 2 người, sang đó để viếng thăm. Ở đó rất lịch sự, văn minh. Ông Hoan được để ở một chỗ rất long trọng. Một phần tro cốt được đưa đi Côn Minh để rắc trên đầu nguồn sông Hồng, vì ông Hoan muốn về nước bằng con đường sông Hồng. Một hộp nữa sau khi mang về nhà thờ mấy năm, nay được đưa về quê ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trung Quốc cho một ít tiền để xây một cái mộ tương đối lịch sự. Tất nhiên là mộ đó không bằng mộ của ông Hồ Tùng Mậu mà nhà nước xây rất lớn. Ở đó có hai dòng họ là họ Hồ, lớn nhất, rồi đến họ Hoàng. Trên quê hương Quỳnh Đôi của ông Hoan ngày nay, hàng năm con cháu đều về đây viếng thăm. Trong nhà thờ họ Hoàng đã có thờ ông Hoan. Họ không thờ ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, mà tấm bia thờ chỉ để ông Hoàng Ngọc Ân, tên tục của ông Hoan là nhà yêu nước lớn. Tức là họ thờ ông với tư cách nhà yêu nước. Người dân ở địa phương nơi ông Hoan sinh ra, cũng như đảng ủy, chính quyền, rất tốt, họ hiểu cả. Một điều thú vị là nhiều ông quan to, các nhà khoa học, kể cả những người nước ngoài, khi nói riêng, họ rất đề cao ông Hoan. Nhưng ở chỗ công khai thì họ không nói. Họ nói bằng tình cảm và nhận định riêng rất thẳng thắn rằng ông Hoan là nhà yêu nước lớn và đó là một sự nhạy cảm rất thú vị. Còn tới nay, quan điểm của nhà nước Việt Nam đối với ông Hoan là người ta cứ để như vậy, người ta không nhắc tới, không quan tâm nữa. Gần đây, có một diễn biến và biểu hiện mới mà chính sứ quán Trung Quốc nói với gia đình là một vài hình ảnh của ông Hoan hồi làm phó chủ tịch ở Quốc hội trước đây bị xóa hoặc bỏ đi, nay đã được phục hồi. Còn các hình ảnh ông Hoan bên cạnh ông Hồ thì họ xóa sạch. Vậy, theo quan điểm của anh em, Hoàng Văn Hoan là một tội đồ phản quốc hay là một nhà yêu nước phá cách? Hãy để lại bình luận cho xuôi biết nha.